hàng nghìn người mắc bệnh tiêu hóa hậu COVID. Nghiên cứu do nhóm chuyên gia của Mỹ thực hiện mới đây được công bố trên tạp chí Nature Communications. Đau dạ dày, táo bón, tiêu chảy, nôn mửa, đầy bụng là những triệu chứng phổ biến được báo cáo. Những người từng nhiễm nCoV dù ở mức độ nhẹ nhất cũng có khả năng gặp các vấn đề về dạ dày cao hơn hẳn so với những người không bị nhiễm. Các nhà khoa học đã so sánh hồ sơ y tế của 154.000 người từng nhiễm nCoV trong hệ thống quản lý y tế cựu chiến binh với khoảng 5,4 triệu người ở độ tuổi tương tự không mắc bệnh. Họ phát hiện bệnh nhân COVID có khả năng gặp các vấn đề về đường tiêu hóa lâu dài dù họ không mắc phải trước khi nhiễm bệnh. Con số này cao hơn 36%. Hơn 9.600 tình nguyện viên gặp các vấn đề ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, ruột, tụy hoặc gan. Chẩn đoán phổ biến nhất được xác định ở 2.600 bệnh nhân là tăng axit, trào ngược dạ dày thực quản, loét dạ dày. Tương tự, các chuyên gia khác chỉ ra lý do nhiễm nCoV có thể gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa lâu dài. Các nhà khoa học đã phát hiện một loại protein trên bề mặt tế bào được gọi là thụ thể ACE2 có nhiều trong niêm mạc ruột non. Các thụ thể đó tạo ra con đường để virus xâm nhập trực tiếp vào hệ thống tiêu hóa. Ngoài ra, tình trạng viêm mãn tính liên quan đến COVID-19 có thể gây các triệu chứng liên quan đến đường tiêu hóa trong thời gian dài. Một số mảnh virus lưu lại trong hệ miễn dịch của bệnh nhân sau khi kết thúc giai đoạn nhiễm bệnh cấp tính khiến hệ miễn dịch tiếp tục hoạt động và kích hoạt triệu chứng viêm.